xin chào mọi đây. người, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tông màu. Ok mọi người, đầu tiên là mình sẽ vẽ một cái máy nhé. Đây em mọi người. Ngon. Kẻ hủy diệt bản đồ. Solo nè. Vai, nó ở ngay chỗ đấy luôn. Ui gì vậy em? Gì vậy? Champer. Ê, ý là còn mấy giây nữa anh nhỉ? Nếu mà đứng ở đây thì đầu của nó ở đâu hả anh? Anh? Đầu nó ở đâu? Đấy, nó ngang cái này. Ngang cái này. Đây, chỗ này. Ôi, ôi. Đấy, đi rồi. Đầu nó ngang ngang. Đồ, nhức lát ra. Anh hay bắn ốp nên anh biết đúng không? Không. Mà đứng đây bắn ốp mua không? Mình không bắn được đâu. Mình phải đi bắn vào người cả hai viên chết. Đâu, viên này bắn một thôi. Bắn vào đầu. Không em. Đâu gì cơ? Chưa có.
Ủa bên kia cũng có deadlock hả? Ở đâu ấy? Ở đâu ấy để xem không? Vai. Hết cứu. Mà bắn luôn vào bắn luôn đi. Vào đi, vào đi, vào đi. Hay trời ơi, nghe giọng phát tuân lệnh liền nhỉ. Hay xem ơi, xem bốc nha. Xem bốc nha. Có xem bốc không? Hỏi đéo trả lời smoke mẹ giờ. Hỏi gì vậy? Hỏi có smoke không, không trả lời, có smoke nó hết bắn giờ.
Quay vào đâu vậy? Hay quá, hay quá. Đây con Sky 110, con này là ở team địch đúng không? Ok, đây là bức tranh của mình nha mọi người. Mọi người thì tham khảo theo bức tranh của mình để tôi nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye.